Trả tiền không bây giờ nè. Ủa, anh đang làm cái gì vậy? Bữa nay tới đây mình gặp mấy cháu tặng cái sợi dây để mình máng khẩu trang, thì mình đeo khẩu trang xong mình tháo rồi mình để trên ghế, trên bàn, để trong túi quần nó dơ đó. Anh chỉ em coi, anh chỉ cho em coi cái đó cái sợi dây này đó là nó như thế này. Cái lỗ này lỗ thì hồi nãy là ở đây không, anh bỏ vô đi, bỏ vô lại đúng anh bỏ vô lại thì người ta mới thấy được cái đó. Hồi xưa là quá trời before, đây là before, sau khi cái cô này trước khi anh lấy, trước khi lấy thì nó còn như vậy. Cổ có ý là tặng thì thường á thì tới ngày ba ta đầu tiên mình sẽ không biết khi nào mình có thời gian mình ở lại, mà khi người ta tặng hai là nó ý tặng cái gì. Mình không nên lấy số lượng nó ít, mình lấy số lượng nhiều, không biết khi nào mình trả lại. Trời ơi, là tôi lấy kim nhường một cái, ha, kim nhường một cái gọi là nó thành cái giới gì cái chữ gì đó. Tượng trưng lấy tượng trưng một cái thôi anh Tài. Tượng trưng rồi thôi nha. Một cái. Rồi quay cái khác đi thôi. Ok. Một cái thôi nha. Một cái rổ. Đó. Một cái rổ. Rồi anh lấy thiệt đi rồi, anh đi chưa? Ok đi. Rồi giờ lấy thiệt nè. Trời ơi, anh xin một cái bao luôn. Behind the scene. Coi như là lấy hết rổ tao luôn rồi đó. Có lẽ là tôi cầm cái rổ về luôn mà tôi thấy kỳ. Hãy nhà thôi chứ rổ đừng trái cây. Giỡn chơi thôi. Cháu ép lấy cái tôi không lấy gì. Thì lợi đức mình có bắt chết mà. Không ngờ gói gọn rất đẹp. Túi hoài đẹp hơn. Túi đẹp. Từ nào học nữa vậy? Từ nào học đi. Mình còn gặp nhau khoảng 2-3 ngày nữa. Mà có cái này. Trời ơi, tôi nói thì là tôi không tin luôn. Cái rổ người ta đang mấy chục cái luôn á. À bây giờ còn đúng 4 cái. Hả? 4 cái là để tượng trưng thôi. Tượng trưng. À, hồi nãy anh nói tượng trưng hả? À là để cho ở đây người ta tượng trưng thôi đúng không? Chứ đúng không rồi. Phải là anh lấy tượng trưng đúng không? Đúng rồi, lấy tượng trưng một cái thôi. Trời ơi. Cháu nó nói là, hồi nãy tôi nói không có rõ. Một cái đây có nghĩa là một cái bao đó. Rồi nó được nhiều cái bao nhỏ tặng nghe. Anh, bây giờ anh lấy cái đó là anh sẽ tặng cho hai hiện tại. Anh thú thiệt hiện tại. Chứ thực sự là một mình anh không thể nào mà anh xài cùng một lúc đến mười mấy, 20-30 cái là bên tặng một cái nhóm là nhóm tàu lao đó. Nhóm này là phụ nữ đông. Thì đó. Giờ sao? Quay nữa là cộng đi luôn. Không, vấn đề là giờ này ta tặng rồi phải cảm ơn ta chứ. Không. Dạ, không có gì đâu, chú còn cảm ơn chú nhiều. Tu vi tốt lắm, đúng không Tài? Anh nói tiếng Anh ổng hiểu không? Hả? Anh nói tiếng Anh ổng hiểu. Thấy tôi dùng tay nhiều là hiểu rồi.